Sotato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Các vị Phật tử, ngày hôm nay là cái ngày thực tập thiền ở chùa Pháp, và cái việc thiền thực tập thiền định chúng ta quen ở chúng ta được gọi là cái thời gian mà hành pháp, học pháp, hành pháp và chứng pháp hay là thành pháp, đó là ba cái công đoạn của người tu tập. Và nếu mà chúng ta chỉ có học pháp thôi và chúng ta không có hành pháp đó, thì cái việc học của nó không có lợi ích nhiều. Và hơn nữa đó, thì Đức Phật này hơn nữa thì đó là Đức Phật này còn dạy ở trong cái lần này đã dạy ở trong cái Kinh Pháp Cú, tức là nếu một người mà có học, có nói nhiều kinh điển nhưng mà người đó không có thực hành, không có hành trì đó, thì nó cũng giống như là cái giống như là cái muỗng ở trong cái nồi canh vậy. Cái muỗng ở trong cái nồi canh đó thì dù cái nồi canh đó có được nấu như thế nào đi nữa thì cái muỗng nó cũng không có nếm được cái hương vị của canh. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta học nhiều Phật pháp mà chúng ta không có hành trì thì chúng ta cũng không có hưởng được cái an lạc của cái chánh pháp. Và Đức Phật này nhắc nhở các vị tỳ kheo, đó là nếu một vị tỳ kheo nào mà chỉ có giảng pháp cho người khác mà bản thân mình không có hành trì, tỳ kheo đó giống như là một người giống như một người chăn bò cho chủ như vậy. Người chăn bò cho chủ đó thì tất cả những cái tất cả lợi nhuận từ cái việc chăn nuôi đó chủ hưởng, còn người chăn bò không có hưởng được cái lợi nhuận đó. Thì do vậy cái việc mà chúng ta thực hành Phật pháp đó là một điều quan trọng, bắt buộc phải có của một người tu tập. Do vậy cái việc học pháp, hành pháp đó là cái việc mà Chư Tăng và Phật tử chúng ta đang cố gắng làm. Và thầy Phật này, Đức Phật còn tại thế đó, thì cái việc học và hành đó, là luôn luôn được diễn ra song song. Có nghĩa là các vị tỳ kheo để học pháp môn từ Đức Phật, sau đó trở về thì thực hành cái pháp môn đó. Và do đó chúng ta thấy rằng trong cái những cái thời gian, nhất là trước cái thời gian an cư 3 tháng mùa mưa đó, thì chư vị tỳ kheo ở các nơi vân tập về Đức Phật để xin một cái pháp môn tu tập. Và sau khi được học một pháp môn tu tập từ Đức Phật đó, thì suốt trong 3 tháng từ đó thì các vị nỗ lực để thực hành lời Phật dạy. Và chúng ta ngày hôm nay cũng cố gắng đi theo cái con đường đó, tức là chúng ta đến Phật pháp. Cái việc đầu tiên là tiếp nhận Phật pháp. Tiếp nhận Phật pháp đó là chúng ta học Phật pháp qua các cái bài giảng, các cái khóa học hay là kinh sách. Và cái giai đoạn kế đến đó là chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật.
Thì ở trong cái giáo lý của Đức Phật đó, khi mà Ngài nói đến cái con đường giải thoát, thì Đức Phật Ngài bằng nhiều cái cách diễn giải khác nhau. Và một trong cái cách nói đó thì chúng ta nhớ đến là trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, thì Đức Phật Ngài nói đến cái con đường giải thoát đó là Bát Chánh Đạo. Và Bát Chánh, trong Bát Chánh Đạo đó được khai quát thành ba cái chi phần, đó là giới, định và tuệ. Thì một người tu tập thiền định, cái việc đầu tiên tức là chúng ta phải hiểu rằng mình đang làm gì và cái mục đích tu tập để làm gì. Thì cái việc mà mình cái việc mà chúng ta xác lập cái mục đích thực tập đó, đó là một cái điều quan trọng. Và nếu mà một người tu mà đặt cái mục tiêu sai lệch đó, thì chắc chắn rằng cái con đường mình đi đó, nó sẽ lệch lạc. Do vậy đó là cái mục tiêu tu tập đó là một người tu phải biết rằng là mình đang làm gì và mình làm điều đó đó để được kết quả thế nào. Thì một lần Đức Phật Ngài dạy các vị tỳ kheo rằng là này chư tỳ kheo, hãy tu tập thiền định. Bởi vì một vị tỳ kheo tu tập thiền định đó, vì đó thấy rõ được cái sự thật. Và đây là một cái lời dạy quan trọng. Đôi khi chúng ta nói đến cái việc tu thiền như là một cái phương pháp thực tập nào đó mà mình mong đem lại một cái năng lực siêu nhiên. Nhưng mà Đức Phật á, thì Ngài nói đến cái việc tu tập thiền định á, là cái lợi lạc lớn nhất đó, đó chính là thấy rõ cái sự thật. Chúng ta luân hồi từ cái đời sống này đi qua cái đời sống khác và cứ tiếp diễn như vậy đó, là bởi vì tất cả chúng ta không có thấy ra được cái sự thật. Và ở trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân thì Đức Phật Ngài cũng xác quyết rằng là nếu mà Ngài không có thấy sự thật thì Ngài vẫn còn phải tiếp tục một cái con đường luân hồi dài giống như là bao nhiêu chúng sinh khác. Và sở dĩ mà Ngài đã nói rằng là mình đã được giải thoát á, là bởi vì Ngài đã tìm ra được cái sự thật. Do vậy đó, một người tu tập nhìn cái thân mình nó cũng giống như là một nhà khoa học đang tìm ra một cái định lý, một cái công thức khoa học, chứ không phải là chúng ta tu tập để mà chúng ta tránh né, chúng ta không có dám đối diện với cái sự thật. Do vậy khi mà đến Phật pháp thì chúng ta thấy rằng cái gì là sự thật của bản thân mình thì người tu tập đều quán chiếu hết. Sự thật trong bản thân của chúng ta đó là mọi người sinh ra phải có già, có bệnh và có chết. Thì cái già, bệnh, chết đó được lặp đi lặp lại suốt trong suốt cái tâm tưởng của một người tu tập, bởi vì đó là sự thật. Và cái giá trị của cái việc mà tu tập đó, là chúng ta nhận ra được cái sự thật càng nhiều chừng nào đó thì càng tốt chừng đó. Một người tu tập á, giống như là một người bị bệnh. Và người bị bệnh á, cái điều quan trọng đầu tiên đó là chúng ta phải được chẩn bệnh đúng, tức là mình biết rằng là mình đang bệnh gì. Bởi vì nếu mà chúng ta không có chẩn bệnh đúng thì chúng ta không có trị liệu được.
Thì vị hành giả tu tập thiền định là với một tu tập với một cái tâm trạng của một người bệnh nhân. Và quả thật Đức Phật ngày gọi cái phiền não trong chúng ta đó là cái bệnh. Tham là một cái bệnh, sân là một cái bệnh và si là một cái bệnh. Và cái mục đích tu tập đó, làm sao đó, là để cái phiền não đó thuyên giảm và cho đến khi không còn. Và để mà cái phiền não mà thuyên giảm như vậy đó là người bệnh nhân hay là vị hành giả là phải nhận diện, phải chẩn được, phải chẩn đoán đúng cái bệnh đó. Hay nói cách khác đó là phải thấy ra được cái sự thật về bản thân của mình. Thì trở lại cái con đường giác ngộ mà Đức Phật đề ra là bát chánh đạo đó, được khái quát và giới định và tuệ. Thì chúng ta hãy nhớ rằng là cái mục đích tu tập của một người con Phật á, tức là làm sao là để cái phiền não thuyên giảm cho đến khi không còn. Do vậy cái con đường giới định tuệ đó chính là cái con đường đó. Chứ nếu mà giới định tuệ đó không nhằm mục đích đó, để giảm thiểu phiền não đó, thì cái con đường đó nó không có tương ứng với cái cứu cánh, cái mục tiêu của một người tu tập. Do vậy mà một lần này Đức Phật này nói với Ua Cú Lan là Paharana, và giống như là lại trong cái biển cả mênh mông ấy, thì nó chỉ có một cái vị bi chánh, đó là một cái vị mặn. Thì bao nhiêu cái lời dạy của Đức Phật ấy, nó chỉ có một cái mục đích duy nhất ấy, đó là cái con đường giải thoát. Vậy thì nắm cái điều này đó, thì chúng ta biết rằng là từ cái giới, cái định, cái tuệ là đều nhằm vào cái mục đích ấy, là để giải thoát hết. Và do thì chúng ta giống như là những bệnh nhân lâu ngày, và cái việc trị liệu đó đó nó không dễ dàng. Và do đó Đức Phật này dạy cho chúng ta nhiều cái phương pháp trị liệu. Và đầu tiên thì Ngài dạy về giới. Ngài dạy về giới đó là cái phương pháp trị liệu đầu tiên, tức là để ngăn ngừa những cái phiền não thô thiển. Cụ thể đó là những cái phiền não đó được thể hiện qua thân và khẩu. Và đối với một người còn nhiều phiền não đó, thì chúng ta vẫn có thể cố gắng làm được cái điều đó. Chẳng hạn giống như là mình vẫn còn tham, vẫn còn sân. Nhưng mà cái tham, cái sân đó, đó cố gắng giữ gìn làm sao đó, cái tham đó, đó nó không có thể trở thành cái hành động qua thân và khẩu. Cái sân đó cũng vậy. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật này dạy chúng ta về giới. Cho đó một người mà dù còn nhiều phiền não, nhưng mà nếu mà chúng ta hành trì giới đó, thì chúng ta cũng tránh được các cái phiền não thô thiển. Các cái phiền não thô thiển mà được biểu hiện qua thân và khẩu. Và từ những cái phiền não thô thiển đó đó, chúng ta ngăn ngừa được rất là nhiều cái ác nghiệp. Chẳng hạn giống như dù là một người còn tham, còn sân, còn si, nhưng mà chúng ta cũng có thể bằng vào cái sự tinh tấn của mình, cái nỗ lực của mình vẫn có thể giữ gìn để thân không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân. Thì như vậy đó, cái phương pháp trị liệu đầu tiên của Đức Phật đó, nó giống như là một người bệnh nhân khi mà bắt đầu trị liệu đó, thì việc đầu tiên đó, thì bác sĩ dạy cho chúng ta cái cách mà mình phải kiêng cử những cái thức ăn, thức uống nào mà có hại cho cái sức khỏe của mình, có hại cho cái bệnh của mình. Và khi mà một vị hành giả tu tập về giới đó, Đức Phật này ví dụ như là một người mà
họ thuần dưỡng một con voi hoang từ rừng về. Thì như chúng ta biết rằng là để mà thuần dưỡng con cái con voi đó, một cái con voi từ rừng về đó, thì người ta có một cái, người ta tìm đến một cái mảnh đất trống nào đó và người ta xiềng xích cái con voi vào đó cho đến khi mà cái con voi đó nó quen với cái việc mà nó sống ở trong cái nó sống ở trong một cái khuôn viên đó, nó không còn vùng vẫy nữa. Thì vị hành giả đó thì cũng dùng cái giới để chúng ta xiềng xích cái phiền não của mình, tức là xiềng xích làm sao mà thân của chúng ta đó là hạn chế tối đa cái việc ác, cái khẩu của chúng ta đó hạn chế tối đa cái lời nói ác. Và cho đến khi nào mà vị hành giả mỗi mỗi cái hành động qua thân, mỗi mỗi cái hành động qua lời nói, mình luôn luôn mình nhớ đến cái giới. Tôi nhớ rằng có một lần tôi coi về cái quyển sách người ta gọi là cái bí ẩn giấc mơ. Nội dung cái quyển sách bí ẩn giấc mơ đó, tức là người ta tìm cách đó, người ta giải mã những cái hình ảnh mà chúng ta thấy trong cái giấc chiêm bao. Tức là chẳng hạn giống như chúng ta thấy cái giấc, trong cái giấc chiêm bao chúng ta thấy cái gì đó, thì người ta trong cái quyển sách đó thì chúng ta có thể chúng ta tìm được cái lời giải thích rằng là cái hình ảnh đó nó có ảnh hưởng gì ở trong cái đời sống của mình. Tất nhiên là bản thân của chúng tôi đó thì không có tin cái việc đó, nhưng mà trong sách đó, đó có nói một cái lời nói mà tôi thích. Họ nói rằng là bất luận một cái giấc mơ nào mà trong cái giấc mơ đó, đó thấy mình làm thiện, đó là giấc mơ tốt. Trong ví dụ pháp á, thì khi mà người trong cái đồ chiêm bao á, người đó dù có làm thiện hay làm ác á, thì cái thiện cái ác đó, đó nó không có đủ sức để nó tạo ra cái quả. Tuy vậy nó vẫn có cái tác động của nó. Nó không có tác động về cái quả, nhưng mà nó tác động về cái phương diện khác. Đó là nó tác động, nó là một cái phản ánh của một cái việc, một cái thói quen của một người. Một người mà giữ giới lâu ngày thì dù cho cái trong cái giấc chiêm bao, tức là ở trong một cái tâm lý mà mình ít có tự chủ nhất á, mình vẫn còn nhớ. Vị Phật tử nào, vị hành giả nào mà trong giấc chiêm bao mà vẫn còn nhớ rằng mình giữ giới đó, nghĩa là cái giới đó thì đó đã tu tập, nó trở thành cái thói quen. Nó cũng giống như là một người thợ mà đã thuần dưỡng được cái con voi, tức là khi mà đã mở cái xiềng xích khỏi cái cột trụ đó, thì con voi nó cũng quen, nó không có bẫy vùng nữa. Thì khi mà vị hành giả tu tập như thế nào mà trong những khi mà ở trong một cái tâm lý mình có kiềm chế nhất, mình vẫn còn nhớ đến cái giới mà mình đang giữ, thì cái giới đó được gọi là vị hành giả đó đã tu tập trở thành một cái thói quen. Và không có dễ dàng mà chúng ta bỏ đi một cái thói quen xấu, chỉ khi nào chúng ta đã tu tập một cái thói quen tốt khác thay thế. Chẳng hạn giống như là một người có cái thói quen chửi thề, thì người đó chỉ bỏ cái thói quen đó là bằng cách người đó tu tập cái khẩu hành. Và chỉ khi nào cái khẩu hành của vị đó trở thành một cái thói quen, thì những cái khẩu hành bất thiện là vị đó được đổi bỏ. Như vậy thì cái ba cái giai đoạn thực hành đầu mà Đức Phật này dạy cho chúng ta, đầu tiên đó là giới đó. Là cái giới đó là để mà cột mình vào một cái cột trụ, để dù cho chúng ta không có muốn, nhưng mà nó cũng là hạn chế, nó cũng hạn chế cái phiền não.
Nghĩa là chúng ta vẫn có cái phiền não trong tâm còn đó, nhưng mà cái phiền não nó chưa đủ mạnh để hành động. Và khi mà một vị hành giả đã thực tập được những cái phiền não thô thiển rồi, thì cái bước thứ hai được là cái định học. Tức là làm sao mà những cái phiền não đang có ở trong tâm nó không có mặt được, mặc dù nó không có diệt trừ hẳn, nhưng mà trong cái thời gian tu tập đó thì cái phiền não đó nó không còn. Nó giống như là một người học sinh lười học, rồi cha mẹ nó bắt là mỗi buổi tối như vậy nó phải ngồi vào bàn học. Buổi đầu thì khó khăn, nhưng dần già thì quen, buổi tối thì ngồi vào trong cái bàn học. Nhưng mà ngồi như vậy đó thì nó chưa đủ. Làm sao là người học sinh đó ngồi vào trong cái bàn học và cảm thấy là thích thú. Thì cũng vậy đó. Ban đầu vị hành giả đó giữ giới một cách khó khăn, như là một cái gì đó ràng buộc. Rồi dần già đó, cái ràng buộc đó, nó cảm thấy rằng nó được, nó ít hơn. Và cho đến khi vị hành giả đó giữ giới đến mức độ mà vị này cảm thấy rằng là cái việc mình giữ nó dễ dàng hơn là mình không giữ. Chẳng hạn giống như là một người không có quen sắc sanh thì bắt họ sắc sanh nó khó hơn là họ không sắc sanh. Một người không uống rượu thì bắt họ uống rượu nó khó hơn là họ không uống. Thì một vị hành giả giữ giới đến mức, cho đến cái mức độ mà những cái giới đó nó trở thành cái phẩm chất tâm hồn của mình, nó đã trở thành cái nhân cách của mình, chứ không còn phải là cái quy tụ của quy, không phải là những cái nội quy ràng buộc nữa. Thì cho đến cái giai đoạn này đó là một cái giai đoạn rất là tốt để vị hành giả bắt đầu cái giai đoạn thứ hai, được gọi là cái giai đoạn định học. Cái giai đoạn định học đó là một cái giai đoạn mà vị hành giả đối diện với cái phiền não của mình. Dù cái phiền não này nó không có biểu lộ qua thân và khẩu, nhưng mà nó trong cái tâm của mình thì vị hành giả cũng phải tiêu trừ nó. Bởi vậy mà nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta thấy rằng là giữa cái ngũ giới và bát quan trai giới thì về con số thì chúng ta thấy rằng là cái bát quan trai giới đó nhiều hơn ngũ giới là ba học giới. Và ba học giới của bát quan trai giới đó thì nếu mà chúng ta chỉ đọc qua đó thì chúng ta không hiểu rằng là những cái giới này nó có để lại ác nghiệp gì. Chẳng hạn giống như là chúng ta ăn phi thời, chúng ta ăn uống một cách chúng ta thọ dụng những cái gì đó nó ngoài cái nhu cầu sinh lý mà chỉ là hưởng thụ, thì mình thấy việc này nó cũng là không có gì là ác nghiệp. Rồi chẳng hạn giống như là chúng ta ca hát vân vân gì đó, việc này nó cũng phải là cái gì mà tạo ra ác nghiệp lớn lao. Nhưng mà ở đây cái giới bát quan á, ba cái giới bát quan á là giữ cho cái tâm nó thanh tịnh. Nếu mà ngũ giới chỉ nhằm vào cái việc mà để ngăn ngừa cái ác nghiệp thì bát quan trai giới đó, thì ngoài cái việc ngăn ngừa cái ác nghiệp thì bát quan trai giới còn để ngăn các cái phiền não. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng ở đây là Đức Phật ngài đã dẫn dụ cho vị hành giả từ cái giới sang đến cái định, nghĩa là không chỉ là cái phiền não đó không có biểu lộ ra ngoài là đủ, mà ngay cả trong cái tâm của mình là vì cái phiền não đó cũng được đào thải. Được ví dụ giống như là cái giới đó nó giống như là một cái thành trì mà ngăn không cho kẻ thù từ ở quân thù từ ở ngoài vào trong thành. Nhưng còn cái giai đoạn của cái định học là làm sao là vô hiệu hóa những kẻ thù đã lọt vào trong thành. Tức là nó đang, mặc dù họ vẫn còn có mặt ở đó, nhưng mà nó không có
điều kiện mà nó tạc quan tạc quá. Thì cũng vậy, thì hành giả biết rằng là chúng ta chưa có diệt trừ được cái phiền não, nhưng mà không cho cái điều, không cho phiền não nó có mặt. Và không cho phiền não có mặt bằng cách nào? Tức là những cái môi trường nào mà phiền não dễ sanh đó, thì hành giả tránh. Do đó khi mà chúng ta tập thiền định thì chúng ta thấy rằng là đôi khi thì hành giả phải tìm một cái nơi thích hợp. Cái nơi thích hợp đó là thì hành giả xem rằng cái nơi này mình ở, cái tham nó có dễ sanh hay không, cái sân nó có dễ sanh hay không. Nếu mà cái môi trường đó mà phiền não dễ dàng sanh khởi đó, thì vị hành giả tìm một cái nơi khác. Chúng ta cũng giống như là một người mà cái cơ thể của mình là yếu đuối, và do đó chúng ta dễ dàng bệnh vì những cái điều kiện như là thời tiết vân vân. Thì khi đó chúng ta tìm một cái nơi nào đó mà chúng ta có một cái điều kiện môi trường khí hậu thời tiết tốt, thì vị hành giả cũng giống như là một người mà cơ thể của mình dễ bị bệnh vậy. Tức là khi mà chúng ta, một người mà dễ bệnh thì chúng ta tiếp xúc một cái điều kiện gì đó mà không khéo giữ gìn thì có thể sanh bệnh. Đức Phật này ví dụ chư vị thánh nhân cũng giống như là một người mà cái bàn tay không có thương tích, do vậy người đó có thể cầm thuốc độc. Nhưng mà đối với phạm vô của chúng ta đó là cái bàn tay của mình nó đầy những cái thương tích hết, nó đầy những cái vết thương hết, cho nên mình tiếp xúc ở đâu nó cũng dễ nhiễm trùng. Do vậy có những nơi mà chư vị thánh nhân các ngày sống nó không có ảnh hưởng về cái đời sống của ngài, bởi vì cái phiền não của các ngài không còn. Nhưng mà phàm phu của chúng ta thì không được. Do vậy mà khi mà một người thực tập thiền định thì chúng ta phải hiểu rằng là mình vốn là một người rất dễ mẫn cảm những cái điều kiện xung quanh. Do vậy chúng ta cần phải có một cái nơi mà khi mà mình bệnh mình dễ dàng trị liệu. Và có thể ở đó là những cái ngôi chùa, ở đó là những cái ngôi thiền viện, bởi vì ở đó chúng ta có những người thầy hướng dẫn, có những vị đồng phạm hạnh cùng tu giống như mình. Thì khi đó mình ít có va chạm, và nhờ ít có va chạm như vậy đó, cái tâm mình dễ giữ gìn. Ở trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật này kể, ngày nói lại nhiều cái kinh nghiệm tu tập của ngài trước khi mà ngài giác ngộ. Và trong những cái kinh nghiệm đó, chúng ta biết rằng là có những cái phương pháp mà tất cả mọi người ở đây chúng ta ai cũng có thể hành trì được hết. Chẳng hạn giống như là đối với một vị tỳ kheo xuất gia, cái vấn đề nữ sắc á, đó là một cái vấn đề lớn. Và với một người mà biết tâm tu á, thì chúng ta biết rằng là nó giống như là một người mà mình biết rằng nó có những cái vi khuẩn, có những cái vi trùng nguy hiểm, và nếu mà mình tiếp xúc vào đó thì mình sẽ nhiễm bệnh nặng. Và do đó là khi mà Đức Phật này biết rằng tâm của một số vị tỳ kheo yếu đuối khi mà đối diện với nữ giới như vậy đó, vì đó không có giữ được cái tâm của mình. Vậy thì Đức Phật này dạy như thế nào? Ngài dạy rằng là nếu mà nhìn một người phụ nữ mà cái tâm của mình không có giữ gìn được thì mình phải như thế nào? Thì mình nhìn chỗ khác đi. Nó đơn giản như vậy. Chứ một người mà cái chúng ta tạm dùng một gọi là cái nội lực của họ yếu, thì đôi khi rất là nhiều vị nói rằng là dù có quán thân bất tịnh trong cái cơ thể của người đó, cầm có tóc lông móng răng da thịt chân xương vân vân, bằng một cái định lực yếu
bằng một cái khả năng quán chiếu yếu thì vị đó cũng không có thể vượt qua được. Và Đức Phật ngày khi đó ngày còn dạy rằng là nếu mà không có khả năng đó đó thì chúng ta nhìn chỗ khác. Tại sao mình yếu mình còn phải ra, mình yếu mình ra gió không được? Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái phàm phu của chúng ta là những người rất là yếu. Do đó mà khi mà nói đến cái thực tập thiền định đó, là vị hành giả đang làm một cái giai đoạn, mà cái giai đoạn này còn khó hơn là cái giai đoạn của giới. Đó là vị hành giả làm sao kiểm soát cái nội tâm của mình. Và những cái cách mà mình kiểm soát nội tâm đó đó, tức là các cái đề mục mà mình tu tập. Chẳng hạn giống như là chúng ta biết rằng cái tâm phàm phu á, nó giống như là một đứa trẻ. Một đứa trẻ nó không có ngồi yên được, nó phải hiếu động. Thì cái tâm của chúng ta đó là luôn luôn nó hiếu động, nó luôn luôn nó loạn động, nó không chịu đứng yên. Ở trong các cái bộ luận gọi là cái tâm của chúng ta nó giống như là gọi là tâm viên ý mã. Cái tâm nó giống như là con vườn, và cái ý nó giống như là con ngựa, nó không có đứng yên. Do đó mà bằng vào các cái đề mục tu tập đó, là vị hành giả giữ cái tâm của mình nó được yên tĩnh. Và cái giai đoạn của định đó, nó giống như là chúng ta dùng cái viên đá mà chúng ta đè trên cái bụi cỏ. Và khi mà cái viên đá mà đè lên bụi cỏ thì cỏ nó không có thể nó sinh trưởng. Tuy vậy đó thì cái gốc rễ của cỏ đó, nó vẫn còn, nó không có sinh trưởng được. Thì cái giai đoạn thứ hai của tam học á, tức là định học á, thì cái mục đích của cái giai đoạn này đó là thanh lọc cái nội tâm của mình, để trong cái khoảng thời gian nào đó, một giờ đồng hồ hay nửa ngày, một ngày hoặc là vài ba ngày, cái tâm được thanh tịnh, cái phiền não không có sanh khởi. Đó là cái giai đoạn thứ hai của định học. Nó cũng giống như là sau khi mà một vị vua xây dựng các cái thành trì ngăn không cho quân địch từ ngoài vào, thì cái giai đoạn thứ hai đó là làm sao là vô hiệu hóa những kẻ phản thần ở trong cung. Rồi cái giai đoạn thứ ba gọi là cái giai đoạn tuệ học đó, tức là làm sao mà diệt trừ cái phiền não. Giai đoạn giới là ngăn ngừa những cái phiền não thô thiển được biểu hiện qua thân và khẩu. Giai đoạn định học quá là thanh lọc tâm, hay nói cách khác đó, là làm sao những cái phiền não mà mình chưa diệt trừ nó không có cái cơ hội mà nó sanh khởi. Và cái giai đoạn tuệ học quá là diệt trừ hẳn cả cái phiền não mà đang có trong tâm của mình. Như vậy thì khi mà chúng ta đã biết rằng cái con đường tu tập của mình qua giới định và tuệ đó chính là cái con đường mà chúng ta thanh lọc phiền não. Do vậy mà một người tu tập thiền định là một người phải biết rằng mình đang làm cái công việc gì đối với các phiền não của mình. Một người tu tập thiền định, người đó không hoàn toàn không có mong mỏi rằng là ở trong một cái thời gian nào đó, bằng cái phương pháp nào đó, ta có được một cái năng lực siêu nhiên nào đó. Một người tu tập thiền định hoàn toàn không có mong mỏi như vậy. Mà vị này mong mỏi rằng là làm sao trong một cái thời gian nào đó mà cái phiền não của ta nó được thuyên giảm. Đó là mục đích tu tập thiền định. Nó cũng giống như là một người bệnh nhân khi đến với bác sĩ không có mong mỏi rằng là làm sao mình có những cái năng lực siêu phàm nào đó, mà người bệnh nhân đó đến với bác sĩ với một cái tâm trạng mong rằng là những cái bệnh nào mà mình đang có nó được thuyên giảm hoặc là hết hẳn. Thì vị hành giả phải biết rằng là cái chúng ta là một người đang bị bệnh rất là nặng, và cái bệnh này lâu ngày. Và do đó là cái việc mà chúng ta tu tập đó, tức là làm sao cái căn bệnh đó nó
nó giảm thiểu cho đến khi nào mà cái căn bệnh phiền não nó dứt trừ hẳn. Và khi mà chúng ta xác lập được cái điều đó thì mỗi mỗi cái hành động, mỗi mỗi cái việc làm ở trong các cái khóa thiền thì chúng ta biết rằng là tất cả những cái việc làm đó cũng nhằm và làm sao để chúng ta ngăn trừ phiền não. Nếu mà một người hành giả nào mà trong khi tu tập mà người đó tham nhiều, sân nhiều thì vị hành giả đã biết rằng là chúng ta tu tập nó không có đúng, hoặc là chúng ta tu tập nó không chưa có đủ. Và cái cứu cánh của cái giới định và tuệ đó là gì? Cái luân hồi của chúng ta đó, thì chúng ta có cái ba nơi mà chúng ta cứ mãi đi tới đi luôn, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái giới học đó, là do vì cái giới học đó, khi một người tu tập đó, là người đã ngăn ngừa những cái ác nghiệp. Và do đó đó, khi một người thành tựu được giới học đó, là người đó đó vượt thoát được cái khổ cảnh. Tuy rằng phiền não vì đó vẫn còn, nhưng mà nếu một người nào mà tu tập cái giới luật tinh nghiêm thì vì đó thế giới này giúp cho vị đó thoát khỏi cả cái khổ cảnh khi ở trong cái vòng luân hồi. Rồi cái định học á là giúp vị này thoát khỏi những cái thấp khỏi tầm thường của cái dục lạc, hay nói cách khác là này vị này vượt thoát khỏi cái dục giới. Và cái tuệ học á tức là giúp cho vị hành giả thoát khỏi cái tam giới này, hay còn gọi là thoát khỏi cái hữu. Thì ở trong cái bài kinh ước nguyện, trong kinh phụ kinh thì Đức Phật ngài dạy rằng là ngài dạy rằng là nếu mà một vị tỳ kheo, một vị hành giả, một người tu tập, chúng ta dù có cái ước nguyện nào đi nữa, ngay cả những cái ý ước nguyện tầm thường thấp thổi nhất, với cái mong mỏi rằng nhờ cái việc tu tập này là mình được mọi người biết đến, được mọi người tôn trọng, hay là nhờ cái việc tu tập này mà đời sau chúng ta được như thế này, được như thế kia. Và từ cái những cái mong mỏi thấp thổi nhất đó, cho đến những cái mong muốn cao cả, như là vị này muốn rằng là bằng vào cái sự tu tập này mà ta được thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, thì Đức Phật này dạy rằng dù cho một cái ước muốn nào, cái ước nguyện nào đó, thì vị tỳ kheo đó muốn được thành tựu cái ước nguyện đó thì vị đó cần phải viên mãn giới học, định học và tuệ học. Và cái lời dạy này, cái lời dạy Đức Phật ở đây là chúng ta có một cái ước muốn nào chăng nữa, nhưng mà nếu cái ước muốn đó dù có tầm thường thấp kém, mà nếu mà chúng ta thực hành đúng thì vẫn cho cái kết quả tốt. Còn nếu mà một người mà có những cái ước muốn cao cả, nhưng mà chúng ta hành tỳ lệch lạc thì nó vẫn cho cái kết quả xấu. Và ở đây Đức Phật này dùng cái hình ảnh của con gà ấp trứng. Ngài dạy rằng là này chư tỳ kheo, nếu mà khi mà con gà mái mà nó ấp trứng ấy, mà nó ấp trứng đúng ngày, nó giữ đúng nhiệt độ, nó ấp đúng cái phương pháp ấy, thì dù cho con gà mái nó không có muốn là mong rằng các cái trứng của ta nó nở thì nó vẫn nở, là bởi vì con gà nó đã ấp đúng phương pháp. Còn nếu mà con gà mái nó ấp trứng nó không có đúng ngày, nó không có giữ đúng nhiệt độ, nó không có ấp đúng cái phương pháp, thì dù cho nó có cầu nguyện mỗi ngày mong rằng cái trứng con của ta nó được nở thì gà nó không có nở được. Thì cũng vậy, Đức Phật này dạy rằng là nếu một người nào mà dù cho tu tập với một cái mục đích thấp thổi, nhưng mà cái phương pháp tu tập đúng đó thì vẫn có cái kết quả tốt. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của ngày Nanda, tức là một người em họ của
của Đức Phật, của Thái tử Siddhartha đặt ra, thì vị này xuất gia đó là vì nể Đức Phật. Trong một cái ngày, trong cái ngày hôn lễ thì Đức Phật này, Đức Phật và chư tăng có đến dự, và sau đó thì Đức Phật ngày trao quỳnh bát cho nên đã theo này về chùa. Và khi đến chùa đó thì Đức Phật này hỏi Nanh Đá có muốn xuất gia hay không. Và vì quá kính nể Đức Phật đó, cho nên dù Nanh Đá, hoàng tử Nanh Đá không có muốn xuất gia, nhưng mà và vì quá kính Đức Phật đó, cho nên là Đức Phật này kêu sao đó, thì cố gắng làm vậy. Và tất nhiên là vị này vì nể Đức Phật đó, mà đi xuất gia, chứ không phải là vì mục đích nào khác đi xuất gia hết. Và khi mà xuất gia như vậy đó, thì vị này do vì quá quá nhớ cái người vợ vừa cưới của mình đó, cho nên vị này không có tu được. Vì câu chuyện đó thì chúng ta cũng biết rồi. Thì sau đó Đức Phật này bằng cái thần thông của ngài, ngài cho vị này thấy các vị thiên nữ lên khỏi trời. Và khi mà thấy các vị thiên nữ đẹp quá đó, thì Nanh Đá mê quá, Nanh Đá quá mê các vị thiên nữ này. Thì Đức Phật này nói rằng là nếu mà ngươi nỗ lực cố gắng tu tập thì chẳng những là ngươi không phải chỉ có được một vị thiên nữ mà còn hàng trăm hàng ngàn vị thiên nữ nữa. Thì Nanh Đá nghe như vậy thích, và vị này tu với cái mục đích đó là để được các cái vị thiên nữ nữa. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta nói rằng là cái mục đích tu tập á, của vị của ngài Nanh Đá tu á, vì để được các vị thiên nữ đó, thì mục đích đó đối với trong Phật pháp thì nó không phải là cái mục đích đẹp. Nhưng mà cái kết quả như thế nào? Kết quả đó là tuy rằng là cái mục đích xấu nhưng mà vị này hành đúng, cho nên vị này vẫn chứng A La Hán. Thế thì cái mục đích tu tập á, là một phần, nhưng mà cái phần yếu tố quyết định á, là chúng ta phải tu tập đúng. Chẳng hạn giống như là ai cũng muốn mình nó khỏe mạnh hết, nhưng mà chúng ta trị liệu không đúng thì chúng ta không bao giờ hết bệnh được. Thì do vậy đó, khi mà nói đến cái việc tu tập đó, là học pháp, hành pháp và thành pháp đó, thì có đôi khi họ nhiều người vẫn nghĩ rằng là cái pháp hành nó cao hơn là cái pháp học, cho nên là chúng ta nên đi thẳng vào cái pháp hành. Nhưng mà thật ra nếu mà mình không có học pháp quá thì chúng ta hành không có đúng. Và dù cho chúng ta có những cái ước nguyện cao cả, nhưng mà làm sao để mình diệt trừ phiền não, mình giải thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi này, nhưng mà chúng ta hành trì sai lạc đó, thì chúng ta cũng không có được, chúng ta không có chứng pháp được. Do đó là những cái công đoạn tu tập của giới học, định học và tuệ học bằng ba cái công đoạn là học pháp, hành pháp và chứng pháp đó, thì giai đoạn nào cũng là thiết yếu cho một người tu tập. Thì ngày hôm nay cái ngày thực tập thiền định tại chùa Phật Pháp, thì chúng tôi cũng thay lời chư tăng có đôi lời chia sẻ các vị, kính chúc các vị gặt hái nhiều nhiều cái kết quả khi mà chúng ta tu tập Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.